xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái tin tức mới cho mọi người. Thì cái tin tức về nghệ sĩ Tím và nghệ sĩ Chi. Mọi người cũng có thể thấy rằng là trên mạng xã hội đến thời điểm hiện tại bây giờ đang rất là nóng về cái câu chuyện mà nghệ sĩ Chi giúp đỡ cho nghệ sĩ Tím trong cái giai đoạn khó khăn, bệnh tật, ốm đau. Cũng có lúc đã gọi như là thập tử nhất sinh đó mọi người. Và đến hiện tại bây giờ thì khỏe rồi, đạt tiêu chuẩn ISO rồi mọi người, sức khỏe đã lấy lại phong độ này kia rồi. Thì ngày hôm qua chúng ta lại thấy một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khi chính anh Tín này đã lên tố ngược cái người mà đã giúp đỡ mình, để cho rằng là tiền bạc không rõ ràng và minh bạch, tiền bạc không lấy đủ với cái số tiền mà kêu gọi. Thì được biết rằng là chị Chi đã giúp đỡ anh Tín rất là nhiều trong cái giai đoạn mà anh Tín nằm ở trong bệnh viện. Cái lúc đó là không tiền không bạc, và gọi như là có khả năng mà nếu như không có sự giúp đỡ của chị Chi á, thì anh Tín có khi là đã đi chầu Diêm Vương rồi, đúng mọi người. Trong cái quá trình kêu gọi như vậy thì chúng ta nghe phong phanh cái số tiền là 800 triệu đúng không ạ? Nhưng khi mà hạch thu tổng lại theo như lời của chị Chi ngày hôm qua đăng lên trên trang cá nhân thì nó khoảng 406 triệu. Trong cái số tiền 406 triệu đó thì chị Chi đã đóng góp cho bệnh viện, được không ạ? Với số tiền là cũng một số, rồi đưa cho anh Tín 130 triệu, đúng không ạ? Còn số tiền còn lại là 200 mấy chục triệu thì mua bảo hiểm cho con gái của anh Tín. Nhưng mua bảo hiểm thì phải nhiều lần, và số tiền còn dư lại đó thì gửi vào ngân hàng để rút lời. Đó là theo như lời của chị Chi bàn bạc với lại vợ của anh Tín nha mọi người. Nhưng không hiểu vì lý do vì sao mà anh Tín lại lên nói rằng là chị Chi đã kêu gọi 800 triệu mà không đưa đủ số tiền, nhập nhằng này nọ. Bây giờ bắt đầu là muốn câu kết với một người nào đó để kiện chị Chi về cái số tiền mà nhập nhằng. Thì mọi người thấy cái câu chuyện này nó quá rắc rối. Thì theo như Lực Tàng mới tham khảo thì Lực Tàng hiểu sơ sơ cái cốt truyện nó là như vậy. Nha mọi người, cái số tiền 800 triệu là trong đó có một cái để mở cái tài khoản để kêu gọi là vợ của anh Tín giữ thì phải. Còn chị Chi chỉ kêu gọi được có 406 triệu. Và ngày hôm qua chị Chi đã đưa hết cái bản sao kê và tin nhắn chụp hình kêu gọi từ ngày nào, tháng nào, năm nào, tổng số tiền bao nhiêu, và hạch thu lại là 406 triệu. Không có cái chuyện 800 triệu nha mọi người. Và anh Tín đã lên anh Tín tố như vậy thì làm cho tất cả mọi người cảm thấy bây giờ phân ra hai luồng ý kiến dư luận trái chiều. Một bên thì nói rằng là chị Chi ăn chặn, chị Chi lợi dụng vào anh Tín để kêu gọi để trục lợi. Còn anh Tín thì bên chị Chi thì nói rằng là anh Tín là anh cháu đã bắt phạm chủ, vô vong ân bội nghĩa với lại người đã giúp đỡ mình. Thì theo những ý kiến của tất cả mọi người thì mọi người nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Chứ còn hiện tại bây giờ thì chị Chi đang bị công kích rất là mạnh. Mà mọi người nên nhớ chị Chi là ai? Chị Chi là người đã cưu mang giúp đỡ trong cái giai đoạn khó khăn mà anh Tín nằm ở trong bệnh viện. Cái giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc, thập tử nhất sinh, nếu như không có chị Chi đứng lên kêu gọi thì không ai biết đến anh Tín và cũng chả ai giúp đỡ anh Tín một ngày nào. Thì liệu chừng bây giờ anh Tín có còn sống để anh Tín lên trên mạng xã hội mà anh Tín ngồi anh Tín bóc phốt lại chính cái người cưu mang mình hay không? Đúng mọi người, theo những quan điểm của Lực Tàng nghĩ thì trong câu chuyện này đúng thực sự là mình rất là tiếc cho cái câu chuyện mà đi giúp đỡ người khác. Và cuối cùng thì ông bà xưa có nói một câu: giúp vật thì vật trả ơn, còn cứu nhân thì nhân trả oán. Câu này đúng thực sự là chính xác. Và nói thẳng ra nếu như một ai đó mà đi giúp một cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đó, thì người đó phải có cái lòng thương người rộng lượng, đúng không ạ? Người đó phải biết được rằng là trong cái hoàn cảnh cơ cực của người khác đang cần như thế nào để cứu chính cái tính mạng của mình, thì
họ đã đứng lên để họ dùng chính cái danh nghĩa của mình để kêu gọi một số tiền nào đó để giúp đỡ cho cái người mà bị bệnh hoạn đó. Nhưng cuối cùng thì mọi người có thể thấy rằng là trong câu chuyện này lại dính đến một cái câu chuyện gọi như là lấy oán để báo ơn. Tôi không biết được rằng là anh Trần hay là như thế nào, nhưng với cái động thái từ bên phía của anh Tín thì mọi người cũng có thể thấy rằng là đây là đang lấy oán để báo ơn cho chị Chi, được không ạ? Dù sao đi chăng nữa thì người đó cũng đã giúp đỡ mình, đúng không mọi người? Và cái số tiền nó rõ ràng thì nó đã minh bạch, nhưng mà bên phía của anh Tín thì lại cứ nhập nhằng. Rồi mọi người có thể thấy rằng là lý do vì sao mà anh Tín lại phải sống khổ sống sở đến mức độ như vậy. Thì mọi người có thể thấy là một cái tiểu sử vô cùng gọi như là hoành tráng của anh Tín, không? Cờ bạc rượu chè đề đốm gái gú năm bảy vợ, nói chung là tần tật là do anh Tín này, anh ăn chơi sa đọa, anh phá hoại hết những cái thành quả mà mình làm ra, không? Tức là làm bất cứ mọi thứ gọi như là không được đạt tiêu chuẩn. Đó. Có những hành động gọi như là tham gia vào tệ nạn của xã hội. Đó. Một người diễn viên nổi tiếng đình đám kiếm rất là nhiều tiền trước đó, nhưng vì một cái cuộc sống sa đọa mà đến khi về nhà không có lấy một gọi như là một đồng cắt để gọi như là giữ trong người, thì mọi người cũng thấy được là cái bản chất của cái anh Tín này là như thế nào rồi, đúng không ạ? Nhưng mà không biết vì sao mà chị Chi này chỉ liều mình đến cái mức độ mà chỉ lao vào chỉ giúp một người mà có cái dấu hiệu như vậy. Đây là tao nghĩ chắc chỉ là thương người thôi ạ. Chắc phải có cái lòng thương người như thể thương thân, đúng không ạ? Chứ không ai mà đi giúp một cái hoàn cảnh mà gọi như là ăn chơi sa đọa phá phách hết đi rồi, đến khi không có thì ngửa tay ra đi xin người khác. Thì mọi người có cảm thấy như thế nào? Tôi không hiểu được là những cái nhóm người bên phía bên kia họ vẫn đang đứng lên họ bênh vực cái ông này, ở khi là người ta giúp mình rồi đến khi quay lại để cắn người ta. Thì tôi không biết được là những nhóm người đó bênh vực là bênh như thế nào. Ở đây mọi người phải nên nhớ rằng người ta giúp mình á, 1.000 người ta cũng là gọi là giúp, nhưng ở đây cái số tiền nó cũng khá khá đó. Nếu như không có cái người đó thì làm sao mình có đến cái ngày hôm nay? Mà tại vì sao họ quên nhanh thế? Họ quên nhanh mà đến cái mức độ mà muốn lại muốn hãm hại người giúp đỡ mình, phải bắt người đó phải sa vào vòng lưới của pháp luật, nói rằng là sẽ cho đi tù. Thế mọi người thấy như thế nào ạ? Ở đây có phải là lấy oán để báo ơn cho người khác hay không? Một câu chuyện mà cực kỳ gọi như là trái ngược mà vẫn có người đứng lên để bênh, nói rằng là ông thương ông này lắm, thương ông nọ lắm. Thế mọi người có biết tiểu sử ông này như thế nào không? Tại vì sao mà lại không có tiền? Tại vì sao khi nằm trong bệnh viện thập tử nhất sinh không có một người nào giúp đỡ? Vợ con đâu hết rồi, đúng không mọi người? Nó phải có một cái gì đó để chúng ta đánh giá cái câu chuyện lý do vì sao nó như vậy, và lý do vì sao cái người ta lại đứng lên người ta giúp đỡ mình. Đã nói giúp, chúng ta phải ghi nhớ công ơn của người giúp đỡ mãi mãi. Và trong cái câu chuyện từ thiện thì mọi người có thể thấy đó, cũng do một cái drama nó ra cả thôi. Thì bây giờ những ai mà đi giúp từ thiện đều bị dính phốt, đều bị gọi như là vu khống và bịa đặt. Có thể là bị vu khống và bịa đặt luôn nha mọi người. Có một số người thôi nha, còn một những thành phần xấu thì mình không nói. Một số người người ta làm việc thực sự, người ta làm tốt đấy, nhưng mà cuối cùng cũng bị vu khống và bịa đặt. Rồi họ muốn hãm hại mình khi mình đang đi giúp đỡ người khác, nhưng họ muốn hãm hại mình để diệt mình luôn, để bắt mình phải sa vào vòng tay của pháp luật luôn, với những cái bằng chứng chứng cứ không đâu hết, họ lấy ở đâu ra? Trong câu chuyện này là Tàng rất là bức xúc khi có cái dấu hiệu mà không đúng đắn đối với người cưu mang, đối với người giúp đỡ mình, mọi người ạ. Thấy không? Bây giờ mà đứng lên để nói này nói nọ phân trần, sao không nghĩ đến cái lúc mà mình nằm ở trong bệnh viện? Sao không nghĩ đến cái lúc mà mình thập tử nhất sinh, cái lúc mà không có tiền để đóng viện phí? Bây giờ khỏe khoắn là đi ra ngoài là không biết được có ai đứng đằng sau lưng hay không.
là xúi dục để nói này nói kia, để hãm hại chính những người cưu mang giúp đỡ mình. Tôi nói thật, ở đây là một cái quy luật trái với cái thuần phong, trái với cái đạo đức làm người, chứ không thể nào trúng được. Chúng ta nghe đến là chúng ta đã cảm thấy nó rất là rắc rối rồi, nó rất là gọi như là bị ổi rồi, đúng không mọi người? Dù sao đây chị Chi cũng đã công bố tất cả số tiền, và nếu nói rằng là bên anh Tín mà muốn kiện á, thì chị Chi cũng sẽ sẵn sàng đứng ra để giải quyết. Nhưng ở đây mọi người có cảm giác là chúng ta thay thế vào cái suy nghĩ của chị Chi ấy, thì mọi người cảm thấy nó nhục nhã như thế nào không ạ? Cảm thấy nó bất công như thế nào không ạ? Khi mình đang muốn cứu, muốn giúp một mạng người, mình cứu một người khác thực sự trong cái hoàn cảnh khó khăn, éo le, tột cùng như vậy, nhưng đến khi người đó được một chút xíu gì đó, bắt đầu người đó lại quay lại để trả, lấy oán để trả ơn mình, và ép mình đi vào con đường tội lỗi luôn. Thì mọi người thấy rằng là chúng ta xét vào con người của chị Kim Chi thì chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào, và chúng ta cảm thấy tức giận và gọi như là phẫn nộ như thế nào, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay là ta chỉ mới có tham khảo đến đây thôi, và nghe được cái đoạn ông ta lên nói rồi, nói đến cái chuyện răng sứ răng giả, thì mọi người có thể thấy là chị Chi cũng đã đứng lên để làm hết những cái vấn đề cho anh ta có cái hàm răng. Rồi cuối cùng rằng là chồng thì nói rằng là tôi sợ hô sợ xấu này kia, tôi không đeo, còn vợ thì đứng lên nói rằng là làm mất rồi. Những cái điều bất nhất trong phía gia đình của ông này á, là hoàn toàn để cho chúng ta nhìn nhận ra được một cái sự việc gia đình nhà này không thật. Tôi nói thật, không thật. Và đã có một cái kiểu sống luồn lách gọi như là này kia rồi, cho nên á, nghiệp đến báo đến như vậy thôi. Tôi nhớ không lầm thì ông Tín này cũng đã có một lần đứng lên để chửi cô ca sĩ Phi Nhung nữa rồi đó mọi người. Nói chung là gieo nghiệp thì phải gặp nghiệp thôi ạ, tạo nghiệp mà. Cho nên đến khi nghiệp quật thôi, chứ không có cái gì hết đâu. Ở đây á, những người nào mà bênh vực, những cái người mà được cứu giúp để đứng lên để trả oán cho người mà cứu mình á, thì tôi không biết được là những người đó đang bênh vực vì mục đích gì. Chắc có khả năng là cũng chỉ trục lợi, rồi gọi như là muốn vùi dập và dìm một người nào đó xuống vực thẳm thôi ạ. Chứ nói thật sự họ không có tiếng nói công tâm, và họ đang dẫn mũi dư luận đi theo một chiều hướng lệch lạc trong câu chuyện này đó mọi người. Người ta cảm thấy rất là bất công cho những người mà đã giúp đỡ đi, giúp đỡ người khác. Đâu có phải dễ dàng đơn thuần để mà giúp được người khác đâu mọi người. Nó phụ thuộc vào lòng thương của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Chúng ta là những người có uy tín và lòng thương người thực sự thì mới dám mở miệng ra để kêu gọi, để giúp đỡ những cái người khó khăn. Nhưng mà những người khó khăn đó thực sự rằng là họ chỉ nghĩ được là họ xong cái câu chuyện đó rồi, thì họ quên ơn và phủi ơn những cái người đã giúp đỡ mình. Như vậy thì đâu có còn là một cái nghĩa cử và một cái hành động đẹp ở trong cái câu chuyện đi giúp đỡ người khác nữa. Sau này xã hội ví dụ như có những cái trường hợp mà nằm liệt giường bệnh tật ốm đau thập tử nhất sinh ngàn cân treo sợi tóc như thầy ông Tín này, thì liệu chừng có còn ai có thể dám đứng lên để giúp đỡ nữa hay không, khi xảy ra quá nhiều cái câu chuyện bất nhân này xảy ra như này, đúng không mọi người? Thì lần ta ngày hôm nay cung cấp thông tin đến đây thôi. Lần ta cũng cảm thấy rất là bức xúc trong cái câu chuyện này, nên lần ta muốn công bố thông tin cho mọi người như vậy. Thì có những thông tin gì mà lần ta cập nhật được trong câu chuyện này thì lần ta sẽ đứng lên để nói, để phân tích và cùng bình luận, để chúng ta cùng đi hiểu đúng cái vấn đề thêm một chút nữa. Rất mong mọi người có cái ý kiến, cái quan điểm cá nhân như thế nào thì mọi người hãy bình luận ở bên dưới để lực tàng có thể hiểu hơn cái câu chuyện này thêm một tí nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.